Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. À, Lucy và B ăn dâu ua ha. Thưởng cho mỗi đứa 3 bịch dâu ua, ok chưa? Chắc đổ ngang á. Có con trai ở đây là mình phải ý tứ chút xíu, hiểu không? Nó kêu tí thì heo rụt 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 rụt. Kêu tướng tí thì y dương heo mọi. Giờ làm gì cũng quay cho mọi người coi, coi như là có nhiều khán giả coi chung nữa. Thấy nó cũng hứng thú vui hơn. Chỉ có mày là ham ăn nhất thôi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ cho Lucy và B ăn dâu ua ha. Từ từ, mày là ham ăn nhất đúng không? Đây, đây là... Ui da, nó lạnh quá. Đây là dâu ua làm từ sữa bò tươi ha các bạn ha. Thì cậu của mình có một cái trang trại bò sữa. Thì lấy cái sữa đó là làm dâu ua luôn. Dâu ua rất là ngon. Vô đây. À... biết nghe lời á, ngoan á. Vô đây. Bây giờ để chào đón B về nhà mới thì anh sẽ thưởng cho mỗi đứa 3 bịch dâu ua, ok chưa? Giờ trước mắt để dâu ua nó tan đi, chúng ta sẽ đi tắm nha. Sẽ đi tắm. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Rồi để đây cho nó tan đá đi. Rồi anh sẽ cho mấy đứa đi tắm nha. Tụi nó ham mặn lắm, nó leo lên được á. Tắm cho nó sạch sẽ, coi như là xong nhà mới luôn. Ok. Rồi xong anh sẽ cho ăn dâu ua. Anh cân kilo luôn. Đầu tiên là sẽ đổ cái thùng này ra. Trời, nặng quá. Thôi khỏi 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 à, chắc đổ ngang á. Ướt á nha. Rồi. Tắm nha, tắm cho sạch sẽ thơm tho nha. Thấy thấy thằng B nó còn đầm tính hơn Lucy nữa. Lucy nó lý lắc. Lucy lúc mà nó mới về nhà mới bạn hiền lắm, làm như con gái nít nè, hiền dịu lắm nha. Bắt đầu bây giờ quen rồi, chỗ mồi ra quậy. Đây nước đây, nước đây, cần gì uống nước đó. Rồi có đứa nào vô không? Được chưa? Ướt quần rồi, vô luôn xì. Vô làm bẫy luôn. Em đã bị bắt. Ôi. Mát quá. Mát quá. Anh này nó đầm, đúng rồi, con đực có đầm. Con đực á thì nó lý lắc hơn. Nhưng mà đồng thời nó cũng lúc nào nó đầm nó ngầu thì nó đầm nó ngầu ha. Anh này có vẻ cũng chịu nước à. Chịu nước hơn Lucy nữa. Má không? Nè, có chồng rồi là phải nết na lại. Đó, đừng có vậy nữa. Có con trai ở đây là mình phải ý tứ chút xíu, hiểu không? Chứ không phải như lúc trước một mình đâu. Này là nhoi lắm. Tưởng tôi nuôi heo không á trời. Nghe không? Tôi tưởng tôi nuôi heo không? Nó kêu tí là heo. Rụt 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 rụt. Rồi đây anh tắm cho Lucy trước đi. Thôi rồi, chai xà bông rồi.
Lucy thì nó ngoan lắm, nó thích tắm lắm, cho nên là nó đứng yên cho mình chà. Xong rồi cho bay ngâm ngâm nước luôn, nước cho nó mát. Tụi này á là có người ta nuôi máy lạnh nha các bạn, tại vì nó chịu nóng dở, rồi cái đường hô hấp của nó cũng kém, đâm ra là nó thở khò khè đó. Nhưng mà ở đây là chủ cũ là nuôi kiểu tự nhiên Việt Nam, cho nên nó cũng quen, nó đi đâu nó cũng dễ chứ không có khó chịu giống như là mấy con máy lạnh á, nuôi quen máy lạnh mà vẫn đi ra ngoài chơi là dễ sốc nhiệt lắm. Tụi này thì nó quen ở ngoài, tự nhiên là mình cũng để nó dưới cái tán cây cho nó mát. Nóng quá nó chịu nổi, nóng quá nó thở ghê lắm. Đây. Ok, thơm tho. Rồi tới thằng B, lên đây. Đứng chân lên đây nè. Đứng ở đây. À, đứng xuống dưới, đứng yên đây. Đứng đây. Trình yếu quá đứng nổi không nội. Đứng yên đây. Chân mày ngắn hay sao à? Nghe heo kêu các bạn. Tắm cho thơm. Đứng lên. Ôi da. Tao cũng mệt mỏi với hai đứa bầy. Đứng lên. Sao xong rồi. Khá là ngoan. Thích rồi đó. Hồng phức luôn. Ôi. Kiều tướng tiếu thiệt. Y dương heo mọi. Được cái dòng chó này, chó thì nó rụng lông các bạn, nhưng mà cái dòng lông xác này nó cũng đỡ. Nó đỡ quện quện nhà, trong nhà. Nước đó xà bông không uống gì con nè. Bây giờ mình xịt cho nó sạch xà bông đây đi, xong mình cho nó qua cái bồn bên này nè là nước sạch luôn. Này nước xả xà bông thôi. Rồi. Kêu như một con heo, không khác gì con heo. Rồi. Cái thùng này nó có nhiều công năng ở đây lắm. Thùng này là cái lồng ngâm igu nè, ngâm thuốc nè, tắm igu nè, giờ qua tới tắm chó luôn, ngâm rùa. Rồi qua đây con, ở đây nước sạch nè. Ôi dạ, ôi nặng quá. Nặng thiệt luôn á. Nãy chưa sửa mày hả, sao người xà bông không vậy? Lo xịt thằng B không, không có xịt Lucy ha. Ôi da. Ngày xưa làm việc có một mình nè. Làm gì hiện mình làm ơi, cắm đầu làm. Giờ làm gì cũng quay cho mọi người coi, coi như là có nhiều khán giả coi chung nữa. Thấy nó cũng hứng thú vui hơn.
Nhưng mà mệt nha. Hang này nặng quá. Lucy bữa mình cân nhiêu ta? 30kg không? 36kg. Mà mình ẵm con bê rồi, mình ẵm với con Lucy mình thấy nhẹ nhẹ hỏng luôn các bạn. Để lát mình sẽ cân thử coi con này nó bao nhiêu ký. Nó nặng quá nặng rồi. Máy không? Cho nó thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ cho tụi nó ngâm mình đây, đây nước cao cao nó vận động coi như là cho nó tập thể lực luôn. Chúng ta sẽ đi lấy lọc vô. Vô đua ăn thì nó sẽ có men. Nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của bé nó gọi là nó chân chu hơn ha, nó có nhiều con men ở trong đó. Thì mình sẽ thưởng cho mỗi bé nó là 3 bịch da ua. Em lột ra cho nó tan từ từ. Đó. Da ua này là da ua bằng sữa bò tươi nha các bạn. Nhìn cái kiểu bịch da ua kiểu hồi xưa dễ thương ha, cũng mong ước kỷ niệm xưa rồi. Này mình tối tối nằm là cắn nút. Đúng là xưa luôn. Mà xưa thiệt xưa luôn á. Giờ mọi thứ nó gọi là nó hiện đại hết rồi, đôi khi mình nhìn lại những cái hình ảnh cũ thấy cũng dễ thương. Kiếm không ra luôn á. Rồi, này là của Lucy. Để mà tốt cho cái hệ tiêu hóa của bé đó thì các bạn cho nó ăn da ua nè, ăn khoai lang nè, ăn chuối cũng ok nè. Đó, bên đây mình cũng hay cho ăn chuối lắm. Tại chuối mình mua cho chim đồ ăn á. Ấy là nó mê ăn lắm, con Lucy nó ăn lần mấy 20 trái á. Bào sợ luôn. Nhưng mà cho ăn thịt nhiều quá cũng mà thiếu chế độ rau tụi nó cũng ị hơi bón nha các bạn nha. Cho nên là hôm nay mình sẽ cho bé nó ăn da ua. Con Lucy thì ok rồi. Có con B nó mới về nhà mới thì hôm qua giờ nó ăn đồ ăn nhà mới nè. Nó lên nó về nhà mới từ chiều hôm qua. Thì nó thấy nó có vẻ là nó chưa quen với đồ ăn lắm, nên ra là nó bị nãy thấy nó hơi khó ị chút xíu. Mình sẽ ăn cái này cho nó dễ đi ị. Rồi, ok. Bây giờ không chưa? Không chưa? Kháng nước lắm hả con? Uống nước hoài vậy? Mát không? Hay rửa mặt nước miếng không nè. Miếng cái ghèn không nè. Này nữa. Rồi ok, ra nha. Ra ăn cho ua nha. Em bé mở này nặng quá. Lên chuột luôn rồi. Xong rồi em bé này nhẹ hiu. Em bé này nhẹ hiu. Đi qua đây. Té. Nè. B. Ăn chung mà ăn chung mới chịu hả? Đổi mâm. Hai mâm như nhau mà anh đâu có thiên vị, thiên vị đâu mà đổi. À, liếm dâu đã luôn.
Rồi trong lúc mà hai bạn nó ăn vô, trời coi ăn cái miệng cái mồm đó, mình đi vô lấy cái cân để ra mình cân thử tụi nó. Ăn tí đi bê. Coi cái mỏ con bê nó rồi đổi mâm tới luôn vậy hả? Đây ăn xong đi, anh cân thử. Rồi. Chưa tan hết hả? Chưa tan hết, chưa liếm hả? Ăn hết cục rồi kìa. Quên tắt nước máy bơm luôn. Đâu bê lên đây anh cân thử bao nhiêu ký. Đứng vững nha. Đứng lên. Mày dở hơn lưu xì vậy. Trời, như móc lắm vậy. Đúng rồi. Nhiêu? Ủa sao hai mấy ký bữa mình nhớ lộn như có 15 ký à Lucy á. Giờ làm sao ta, cho đứng lên đây coi. Cái này thì chỉ có 1 ký thôi. Lên đây coi. Coi nhiêu ký đây. Chúng ta sức khỏe coi. Đứng đây. 23, 22 ký à, 22 ký sao nặng dữ không? Cảm giác như tao ôm con Adapra luôn vậy. Rồi con Lucy. Lucy nó đứng giỏi không? Ấy. Hai con cũng muốn đứng lên đây luôn hả? Đứng đây, đứng đây. Ôi da. Lucy 19. Không, 20 chữ kia còn 19, vậy cũng có lên ký á Lucy. Mấy ký cũng vậy thôi. Trời, khi nó muốn sái cái tài luôn các bạn. Ok các bạn. Một hoạt động vừa mệt nhưng mà vừa vui. Cho nó tắm, cho ăn da ua. Và cân ký thử ngày em nó mới về nhà mới, để một thời gian sau mình coi coi là mình chăm sóc có tốt hay không ha. Rồi, hy vọng mọi người có những phút giây vui vẻ xem clip ha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và đón chờ những hoạt động tiếp theo của Nam Ngô Farm cùng với Lucy cũng như là Đại Cả Bê nha. Ok mọi người, bye bye. Đói bụng thì nhớ ghé Nam Nô Nê nha.